tình. Thiên tận anh quang, lòng tưởng đến ta há đi phụ à, há tình nào chào Lữ Ông Hầu, xin mời Lữ Ông Hầu vào dinh để cùng nhau ta đàm đạo. Mời ngài vào trước, tôi sẽ nối gót theo sau. Mời Lữ Ông Hầu. Mời Lữ Ông Hầu thượng tòa. Thưa ngài, tôi vốn hàng tuổi nhỏ thì đâu dám ngồi cao. Ngài thương gửi tặng anh quan cảm tạ biết bao. Cô đâu dám cùng ngài đồng tòa. Thưa ngài, cùng kính bất như phụng mạng, xin mời Lữ Ông Hầu cứ tự nhiên cho. Cùng kính bất như phụng mạng, xin phép ngài. Mời Lữ Ông Hầu dùng với lão. Thưa ngài, luận theo niên kỷ chức tước thì ngài dùng trước, bố tôi mới dám dùng sau. Thưa Lữ Ông Hầu, tôi xem cả hơn trào chỉ của mình ngài là đệ nhất anh hùng, nên lão yêu, lão mến, lão kính, lão còn phục nữa kìa. Thưa ngài, ngài xem cả hướng trào chỉ của mình tôi là anh hùng đệ nhất, cho nên ngài yêu, ngài mến, ngài kính mà lại phục. Kính mà kính thế nào? Phục là phục làm sao vậy à, Tư Đồ? Tôi kính là kính tướng quân chi chức tước, còn phục là phục tướng quân chi tài cao. Tuổi thanh xuân mà tháo lược gồm hai, phò thừa tướng ngài thật là anh hùng đệ nhất. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ngài nhắc tới thì tôi mới dám nói. Từ ngày bố về phò dưỡng phụ cho tới nay, nếu có binh lửa châu mô quận mô nó tề khởi lên, dưỡng phụ bố không sai bố đi thì thôi, nếu sai bố đi thì bố nói thật. Xông quân ba hăm hở chẳng sơn lòng, phá 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 trận tám pháo tuôn càng rỡ mặt. Một cây phương thiên hòa kích na trờ tương giống dư muôn phá thanh đồng nhân trên đời. Xung pha chốt chân tìm hàng vàng ba quân ngã, lòng không nóng nao quyết dây đừng ngã. Thêm tài họ Lữ Hầu mong máu phò trên đông thái sư hà. Tài hồng anh trên thế gian đâu có ai hơn, hơn cào đàn niêm mưa suy tàn nhờ mong hồng anh đỡ nâng sang. Đẹp đẹp quá, tài quá, bộ tịch như rồng bay phụng múa, mời ngài uống. Dạ. Thưa Tư Đồ, ngài mời tôi qua đây là để... Dạ để trò chuyện. Dạ trò chuyện xong rồi thì... Thì uống rượu.
thì trò chuyện nữa. Dạ thưa ngài, uống rượu xong rồi nói chuyện xong thì uống rượu, vậy thì chán quá. Dạ thôi, xin kiếu tư đồ bố về. Khoan khoan khoan, dừng chân lại bố ơi. Lòng mời bố sang đây trò chuyện, tiệc chưa tàn mà bố bỏ về thì coi sao được. Bởi vậy bố định bụng ở đây chơi, mai về. Mai về? Dạ. À, vậy thì mời vào. Mời vào. Dạ mời. Mời nữ ông hầu uống rượu. Dạ. Nhưng mà ngài ơi, nếu mà ngài sai thì ai sẽ là người hầu rượu cho bố? Nếu mà tôi sai thì tôi sẽ gọi con gái tôi ra để hầu ngài có được không? Nếu được như vậy thì quá tốt, quá tốt thưa ngài. Tốt lắm phải không? Nếu ngài cho phép, lão sẽ gọi điêu thuyền. Điêu thuyền. Yeah. Đẹp chưa? Dạ thưa cha, có con ứng hầu. Lại đây, lại đây cha bảo. Con có biết ai đây không? Nhưng tới những lui hại. Dạ. Dạ thưa cha, con không biết. Không biết để cha nói cho biết. Đây là dưỡng tử của Đổng Thái Sư, đệ nhất anh hùng của Hán triều đó con à. À, mà người tên gì vậy cha? Người tên là Lữ Ông Hầu đó con à. Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên.
Cha ơi, lúc tiên lúc hầu, vậy con đâu có biết ai là hầu ai là tiên. Mình ổng ở trơn á, hầu cũng ổng mà tiên cũng ổng đó con à. Ngày ngày còn cái tên nữa mà hễ ai nghe qua phải rần rần bỏ chạy, đó là Bố Lữ Bố. Cha ơi, con chạy trước. Đừng, đừng có chạy. Có cái gì đâu mà con phải chạy. Cái tên Lữ Bố chứ đâu phải Bao Bố đâu mà con chạy hả con? Con sợ quá trời rồi nè. Đừng có sợ, con hãy ra mắt Bố đi con. Cha ơi, hai tên trước nó đẹp làm sao? Cái chữ Bố con nghe con sợ quá cha. Ngài, 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 ngài nói giùm tôi, Bố này là Bố ở trên khu chứ không phải Bố ở dưới nước đâu ngài à. Bố này hiền khu hả? Đúng rồi, Bố này hiền lắm con ơi. Ra mắt ngài đi, nghe lời cha đi con. Bước tới ra mắt ngài, lẹ lên xin dâng. Dưỡng tư đồ dưỡng nữ, thiếp tử điêu thuyền, dâng lệnh tửu điển tiền, kính bái Lữ Ôn Hầu bá phúc, bá bá phúc. Ồ, nóng nóng nóng. Dạ nóng, nóng, nóng quá, nóng quá. Dạ nóng quá. Nóng. Nữ Ôn Hầu có nóng không? Dạ nóng quá cho nên ngài cầm tới hai cây quạt lận à. Ồ, cái quạt này là của lão mà. Còn cái này là... Dạ quạt này của lão. Còn cái cây này là của... Của ai hả? Của dạ, dạ của con. Của con? Của con mà sao nó nằm trong tay lão? À, chắc tại trời nóng cho nên nó đi tầm bảy tầm bả vậy mà. Lão trả lại cho ngài nè. Mà trước khi trả để lão dạy nó một trận cái đã. Mày gọi đi tầm bảy tầm bả là chết nha con. Chết nè con à. Đó, nghe dặn chưa? Đi tầm bảy tầm bả là chết đó nghe. Dạ mời ngài. Dạ thưa Lữ Ôn Hầu, tôi già cả rồi cho nên tửu lượng nó cũng kém, mới uống có vài chung mà chán dáng mặt mày. Xin phép ngài cho tôi được gọi con gái của tôi ra để hầu chuyện với ngài có được không? Dạ thưa được cả ngài. Điêu thuyền ơi, điêu thuyền. Dạ. Ra đây cha bảo. Dạ thưa cha, con ứng hầu. Lữ Ôn Hầu là khách quý của cha, con thay cha tiếp người cho chu đáo, sơ hở là chết chứ cha đó ngang. Dạ không được đâu cha ơi, người ta nói Lữ Ôn Hầu dữ lắm, con sợ trong khi múa hát có điều chi sơ suất rồi ổng chém con sao. Thôi con sợ. Ngài, ngài, ngài làm ơn nói cái tiểu thơ giùm tôi. Tôi giữ là giữ với thiên hạ kìa, hãy ra trận là bố chém bố giết chứ đâu có giữ với tiểu thơ. Tư đồ hãy nhớ dùng câu thế gian lắm kẻ tri kỷ mấy ai. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi con trổ tài múa hát ca sang, dâng rượu thay cho cha. Cha mệt quá rồi. Buồn ngủ quá. À dạ dạ, ngài mệt rồi dạ mời ngài hãy vào trong nghỉ đi ngài à. Không, tôi ngủ ở đây. Vậy chứ ngài ngủ ở đâu? Ngoài này. Ngoài này
ngoài này sao ngủ được ngài? Ngủ ngồi. Ngủ ngồi. Thưa tiểu thư, tôi đã chến choáng hơi men, nếu có điều chi sơ thất, xin tiểu thư miễn chấp. Miễn chấp. Dạ, trên tướng quân đặt cố cập, dưới tiện nữ xin dân, chén quỳnh chậm trước lưng dơi, điệp khúc ca sang dài nhịp. Mời tiểu thơ trổ tài. Lữ tướng quân thanh gia, quả đúng trang dương ta, thao lược tài cao, nhắm trong hơn chiều, ít người sẵn kỳ công lao, sắc lệnh dường ngọc dao. Thiếp nay kinh dân chén rượu, trước mừng trên lệnh đồng công, có con như lữ ôm hồng, sao kính cầu quan nhân, đoài thường đến thân phận hèn, hãy uống liền cho vui. Nên tội. Không tội hả mày? Cha, Lữ ông hầu là khách quý của cha, cha đã dặn con tiếp đón người cho ân cần, tại sao không mời người ta ngồi dọn ăn thì không đem chén đũa để ông bóc phốt tùm lum? Cúi xuống đây, cúi xuống. Dạ thưa ngài, dạ lâu lâu tôi mới sang chơi, không lẽ có mặt tôi ở đây mà ngài đánh tiểu thư thì tội nghiệp quá. Dạ không ngài ạ. Nếu mà ngài muốn đánh tiểu thư thì ngài đánh bố đây nè. Dạ tôi quỳ để cho ngài đánh đi nè. Ô sao lỡ ông hầu nói vậy?
có Lữ ông hầu xin cha mới tha cho đó. Lại cảm ơn ngài đi. Dạ cảm ơn. Dạ thưa cha, theo tầm mắt của con thì Lữ ông hầu đây thật đáng bậc phong lưu nguyên soái. Xin phép ngài cho tôi được đáp lại, còn như tiểu thơ đây thật đáng tràn cân quốc anh thư. Hay, hay. Hai người khen tặng hai câu làm lão chợt tính ra một việc. Việc gì xin cho bố biết có được không ngài? Dạ con đây cũng muốn nghe đó cha. Nói đi cha. Lão muốn tỏ ngặt hai đàn nghe bất nhã. Ngài à, ngài cứ xem tôi như con cháu ở trong nhà. Ngài cứ nói đi ngài. Cha ơi, cha cho phép con vào trong nha cha. Ở đây con mắc cỡ chết à cha. Không, cha buộc con ở lại đây thì cha mới hở môi. Đó, nghe cha nói chưa, cha buộc phải ở thì cha mới hở môi. Thưa Lữ ông hầu, luận đúng anh hùng đệ nhất, thiếu chi nhân vật thiếp hầu. Hôm nay ngài đến dinh tiễn này, thấy con gái lão quê mùa mà ngài khen tài dân rượu, âu có phải số trời xui ý hiệp tâm đầu. Nhưng ngài nhắm nó được thì tôi cho nó theo hầu khăn tráng. Quả là hạnh phúc, quả giả biết bao. Dạ, kính bái nhạc gia, nhận chúc tây nhì thi lễ. Dạ. Được rồi. Miễn lễ. Bây giờ ông hầu à, nghe lời lão nghe. Về đi. Về sau ngài. Ngài ơi, chứ thà là đừng thấy mắt thì thôi, chứ gặp mặt nhau rồi thì về. Bố về không nổi ngài à? Đâu có được. Ông hầu phải về bẩm lại thái sư ngài rõ, rồi lão sẽ tấm hôn tới ngõ để cho hai họ được rỡ ràng chứ. Dạ khấm tạ nhạc gia. Vô động phòng. Cái gì từ từ? Cái gì cũng phải từ từ ông hầu ơi. Điêu thuyền, nghe cha dặn đây, không chồng thì đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ thẳng một đàng mà đi nghe con. Đó, nghe cha dặn không, không chồng thì đi dọc đi ngang, có chồng mà đi bậy đi bạ là trước nghe hôn. Cha cho phép hai con tâm sự, cha vào trong cha nghỉ à con à. Đúng rồi, là, vô ngủ. Ngủ đi ngài, ngủ. Dạ, vô ngủ. Ra bao lời khắc ghi
cho nhân tâm phù tình. Tức cho con người một mặt lòng hai. Nghi định ta đã đến, sao chẳng thấy điêu thuyền lui tạm lại thạch biên, chờ điêu thuyền dẫn sử. Nè, tôi tới từ nãy giờ rồi nè. Đây đà trong đó, đó lại sang đây. Lướt ngang trùng nhẹ tách đàn mây, sen muôn cụm mài chen lá liễu. Một biểu, hai biểu, ba biểu. Biểu 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 biểu. Biểu biểu biểu, gì mà biểu dữ vậy? Biểu gì ba bốn cái biểu, rồi bốn năm cái biểu, tôi biết cái biểu nào. Nè, tôi ở bên này nè, tôi đứng bên này nè, ai muốn gì á thì qua đây tôi biểu. Tôi nói qua bên đây cho tôi biểu. Tôi hỏng qua. Hỏng qua phải không? Hỏng qua tôi giác đá tôi liền à. Ta rồi nè. Làm bộ hoài, liền nào bể mũi. Ủa, chưa liền hả? Chưa liền thì hỏng sao? Bây giờ có qua đây cho tôi biểu không? Tôi qua không được. Tại sao qua không được? Tại mắc cái cầu. Cái cầu nhỏ xíu à, làm sao qua? Tôi qua mình rồi lỡ tôi té rồi, tôi uống nước tôi chết làm sao. Nè, qua dắt tôi đi. Không. Qua dắt tôi đi mà. Không. Không qua phải không? Không qua phải không? Không. Không qua gì? Tôi về à. Về đi. Hả? Nói vậy cũng đuổi người ta về hả? Qua không? Không qua. Tôi về với anh cha bụng bự rồi nha. Khoan đã, để tôi qua. Vậy phải được không? Nay mặc áo đẹp quá ha. Áo của ổng mới may đó. Ổng mới may? Ông nào may? Thì ông bụng bự đó. Ông bụng bự hả? Ông bụng bự. Ôi giời, nhéo tao đau gần chết luôn à. Đưa tay đây, tao dắt cho qua. Ừ. Nè. Ôi da. Chuyện gì vậy? Nắm tay người ta, nắm mạnh muốn chết luôn à. Vậy chứ nắm sao? Chàng là dũng tướng, chàng nắm tay phụ nữ, chàng phải nắm nhẹ nhàng êm ái chứ. Nhẹ nhàng? Mà nhẹ nhàng làm sao mới được chứ? Nhẹ nhàng êm ái là vậy nè. Coi chừng té thiếp đó. Bảy chả. Đầu làm sáu, đuôi làm sáu.
chẳng bài lời, ắt khi khác mặt không thấy mặt. Nữ phụng tiên chẳng bớt giận, nghe thiếp nói nè. Thôi thôi chớ gì lời khóc thân, ta đây đã biết không dung đằng nào. Hỡi điêu thuyền tỏa bài thủy chung, phu quân ơi, phu quân ơi, ai ai là phu quân chứ? Thì chàng chứ còn ai nữa? Tôi à, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Hay cái tên phu quân nghe nó ân tình làm sao. Phải trước kia người ta biết trọng hay tiếng đó, thì đâu có cảnh ta các ngày nay. Bây giờ đã trễ mất rồi, tôi không dám nhận hay cái tên phu quân đó nữa. Tôi xin nhường lại cho người kia kìa, cái người mà địa vị tôi cao quyền quý tôi thượng, cái người mà có đủ quyền sẵn sát trong tay. Chứ còn tôi đây chẳng qua là một kẻ bất tài vô dụng. Cái đang làm chi hời Lữ Phụng Tiên, tôi thay chút phận liễu bầu nhược chết, mong đấng anh hùng hết giả chờ che. Nào hay đâu Lữ Phụng Tiên, chàng sợ sợ đe dè, cam mất giờ vì ham mê quyền tư. Thôi thôi chứ nhiều lời than thở, thêm bận giả anh hùng, ai vợ ai chồng ai tình ai nghĩa. Lữ Phụng Tiên, chàng có biết đâu lắm lúc tiếp toan quỷ cho xong kịp hồng nhan bạc. Nhưng chỉ sợ không ai hiểu được cái chết đau thương của người tiết phụ chung khuê phòng, nên tiếp chờ tan mặt nhau để bài giải chuyện tơ lòng. Thiếp đâu ngờ khách anh hùng cũng đâu che chở, vì sợ chạm vào uy thế của đồng công. Chàng đã không thương thì để thiếp nguyện mạng cho sống kiếp hồng nhan bạc phước. Chớ đừng nên giả dối giận hờn, cho kẻ ta quan phải mang thêm niềm hận quang. Ta nghe những lời phấn đo cũng có ly đôi phần, những sao bệnh gã cho Lữ Ông Hầu, nay lại đưa về cho đồng phủ. Nói này thiếp ơi, thiếp là bổn phận con dâu thì lệnh của cha chồng, thiếp đâu dám cài. Khi người ta nói là rước thiếp về đây để dạy duyên với Lữ Ông Hầu, nhưng khi vừa về đến nơi thiếp mới biết mình đã bị gạt lừa. Ôi đau đớn thay cho
phận gái đào tơ tuổi xuân còn mơ màng, lại phải cam lòng bị em duyên. Trong thấy bằng người yêu lòng nửa mừng nửa thẹn, thẹn vì mỗi tuần xuân không nhẹ như. Nhưng vui, vui là khi nghĩ đến phận các đằng sẽ được tựa bóng tầng quân. Thấy nhân chi cười dèm pha, đời qua phải cam nhuốc nhớ. Bao cay đắng phu trùng hồng nhan, nỗi hoang khi cao tựa mây. Đời thuyền nguyên như cánh bèo trôi, nơi trần gian ổng ý, ổng làm cha rõ bắt thiếp phải thuận ưng, chứ làm sao mà thiếp thương ổng cho được. Thiếp chỉ thương có một mình chàng thôi à. Phải rồi, đẹp trai như ta đây, nàng thương ta là phải chứ sao. Cha già bụng bự đó hả, làm sao mà nàng thương nổi, phải không điêu thuyền. Trời ơi, nó còn nói tôi bụng bự nữa nè trời. Chết mẹ rồi bố ơi. Đã xong
đời quấn phản loạn. Ta dùng khỏe mắt để diệt trừ giặc nước, hy sinh hình hài vì tổ quốc non sông. Nay cái liên hoàn đã được thành công, muôn dân sông cảnh phục hưng của đất nước.